Chúng ta tiếp tục sang bài số 2 trong phần 2A tiếng Hàn Seoul cấp 2 quyển 1. Bài số 2 chúng ta là chimika bueo. Sở thích của bạn là gì? Và chúng ta sẽ vào phần hắc sức mục tiêu để chúng ta xem là nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về nội dung gì. Đầu tiên hắc sức mục tiêu chúng ta học về Ơ huy phần từ vựng đó là về chimi là sở thích tiếp theo chúng ta học về chung pusa tức là à, những cái à, phó từ về tần suất tiếp theo bunbokwa bước qua ngữ pháp vào biểu hiện số 1 động từ đi với nâng cốt đây là danh từ hóa động từ ở đây chúng ta nâng đi với cốt cốt đây là cái thực tế là chúng ta nói là việc gì đó ví dụ mặc nên cất là cái ăn Chứ còn han nên là cái việc làm tiếp theo động từ đi với l l chul alta hoặc là chul ta đây để chúng ta biết cách hoặc là biết một cái cách một cái phương pháp làm một cái việc gì đó ví dụ như là kim chi man tuen chul arayo thì là tôi biết làm kim chi thì tôi biết làm kim chi nó có hai trường hợp thứ nhất là mình có thể trực tiếp mình làm được hoặc là mình chỉ biết cái phương pháp thôi chứ còn thực tế thì chúng ta cũng chưa bao giờ thử cái đấy để chúng ta có thể là lựa chọn cái cách sử dụng như vậy, cái biểu hiện như vậy tiếp theo Maraki-il ngữ pháp à, nói số 1 thì chúng ta nói về Chimie tehe Maraki chúng ta là nói về sở thích tiếp theo ngữ pháp và biểu hiện số 2 động từ đi với N hoặc là ân danh từ đây là trạng À, chúng ta là định ngữ nhưng ở thì quá khứ. Tiếp theo động tính từ đi với chi anda. Đây là không thực hiện cái việc gì đó hoặc là không thực hiện một tính chất gì đó. Cái này thường hay sử dụng trong môi trường trang trọng và áp dụng cho tính từ là nhiều hơn động từ. Hoặc là chúng ta đây cũng chỉ là một biểu hiện của cái phủ định của động từ hoặc tính từ này. Tiếp theo ờ uh, baraki i nói hai chúng ta có tông hoe, hoan hoàn tông sugehaki, GÌ. À, tông là cái câu lạc bộ, à, chúng ta là club đấy ạ. tiếp theo là hoàn tông, đây là cái hoạt động, cái sinh hoạt của câu lạc bộ, GÌ giới thiệu, thì cả câu này có nghĩa là giới thiệu cái à, hoạt động của câu lạc bộ, cô maragi nghe và nói, thì phần nghe chúng ta có tông hoe, hê hoàn tông ấy, thè hành, thè hoa thực kỳ, chúng ta nghe một cái đoạn hội thoại về cái hoạt động của câu lạc bộ. Tiếp theo, thông Chúng ta tạo ra một câu lạc bộ và chúng ta giới thiệu cái câu lạc bộ đó với mọi người. Tiếp theo, phần ilko suki, phần đọc Ikki thì chúng ta đọc một đoạn blog giới thiệu về sở thích. Chimi là sở thích, soke Blokge là một đoạn block. Soke là giới thiệu. Tiếp theo, Chimi Sukehanel Blokge Sugi. Chúng ta viết một đoạn block để giới thiệu cái Chimi. Thực hành Thane Game. Đây là chúng ta tạo một cái game về từ vựng. Tiếp theo, Bunhara Sanjek. Cái dạo qua văn hóa thì chúng ta về cái phần tông hô Hề tìm hiểu các câu lạc bộ như thế nào tiếp theo partum kiêng âm hòa tức là à, đây kiêng âm tức là cái căng âm căng hóa thì cái này tí chúng ta sẽ xem và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần 1, đó là chimi từ vựng về phần này ở đây chúng ta có một số sở thích đó là Sajinen chikta, đây là chụp ảnh, imagin tuta để nghe nhạc 춤은 추다. 이래 n h ả 그림은 그리다. 그 짱? 인형은 모으다. 이래 수집 우베. 인터넷 은 하다. 이래 소틱라. 저 인터넷. chúng ta nghe và đ ọ 사진을 찍다. 음악을 듣다. 춤을 추다. 그림을 그리다 인형을 모으다 인터넷을 하다 Đây là một số từ vựng về sở thích. Tiếp theo. 영화 감상, đây là cảm thụ về phim. 음악 ừ 감상, đây là cảm thụ âm nhạc. 등산, leo núi. Thúc sơ, đọc sách

여행 요리 낚시 운동 computer game Ở đây các bạn thấy uh, những sở thích ví dụ như là 운동, sở thích 여행, sở thích là ưm mặc thăm sàng hoặc là computer game. Đây là những sở thích mà người Việt Nam mình cũng rất là yêu thích. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đây là từ vựng. Và cái mức độ. Đầu tiên là chu là rất. Pillow là bình thường. chân here là không được. chân here là uh, rất là kém. 어, 비유, 전혀 d 어, 없어요. 아주 잘해요. 별로 전혀 전혀 몰라요. hiểu ạ. ạ, chú chả đ 아주 잘해요 r 별로. 어 별로 chọn hiệu vô lai hoàn toàn không biết cái này chúng ta chú ý trong khi sử dụng tiếp theo ở đây chúng ta có một số cái từ vựng để chúng ta luyện tập ví dụ hang thì chắc chắn là chúng ta dưới hang đặc sĩ câu cá âm mắc cảm sang cảm thụ âm nhạc thương san leo núi computer game computer game đi dương hoa cảm sang xem phim này ạ thuốc sơ đọc sách ở đây chúng ta có một trò chơi đó là tìm hình và chữ đây ạ đây là in hiếng bù tà sa chín chít tà đây đúng ạ sa chín chít tà in hiếng bù tà tiếp theo interest tiết 음악 감상. 그림은 그리다. 레 크림은 그리다. 춤은 추다. 춤은 추다. 춤은 추다. 여기 아, 알아 알아 이래. 춤은 추다. 음악은 듣, 듣다. 레 Internet, tiếp theo chúng ta sang phần tiếp theo đó là ngữ pháp số 1, động từ đi với nâng cột là cái việc gì đó. Ví dụ ở đây là un tung hà nâng cột, cái việc chơi thể thao. Un tung hà nâng cột xuân, chùa hà xếu, bạn có thích chơi thể thao không? D, yakun hà nâng cột xuân, chùa hèo, tôi thích

만드는 것을, 과자 만드는 것이, 그나이나, 두비, 만드는 것이 재미있어요. 대대한, 엇뭐 하고 있어요? 만난는지 아이들이 보고 있어요. 놀, 놀는 것, 놀는 것. Đây trong các uh, tôi đang xem những đứa bé chơi nón nương cột. Chúng ta nghe phần này. 운동하는 것을 좋아하세요? 네. 야구하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아하세요? 네. 야구하는 것을 좋아해요. Ở đây tức là danh từ hóa động từ ở thì hiện tại các bạn chú ý như vậy. Ví dụ như là check, in, -in -gut. cái này bây giờ thành danh từ. Check, tả là động từ nhưng mà in, -in good đây là danh từ. Tôi thích cái việc đọc sách. Các bạn chú ý như vậy. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo, động từ đi với là anta murita. Đây là suy ngẫm halchul à Bạn có biết bơi không? Aniu Chân hiếu. 할줄 몰라요. 또 흥비를 못 주지. 어라 아, 네. 민수 씨는 수영하다 무르다. 아, 민수 씨는 수영할 줄 몰라요. 대태요. 저는 한글을 한글을 읽을 줄 알아요. 읽을 줄 알아요. 케이크를 만든 줄 알아요. Và bây giờ chúng ta nghe và kiểm tra một số cái đáp án. 수영할 줄 아세요? 아니요, 전혀 할줄 몰라요. 수영할 줄 아세요? 아니요, 전혀 할줄 몰라요. Và bây giờ chúng ta kiểm tra cái đáp án mà chúng ta vừa làm. 수영 할줄 몰라요. 수영을 한줄 몰라요. 네라 이걸 줄 알아요. 이걸 줄 알아요. tiếp theo 만든 줄 알아요. 만든 줄 알아요. Các bạn khi viết thì chúng ta cách cái ngữ pháp này ra. Tiếp theo chúng ta sang phần Maraki. Đầu tiên tôi sẽ dịch cái đoạn hội thoại

khi nào có thời gian thì tôi muốn một lần, tôi muốn học thử, tôi muốn thử học một lần xem. krum vậy thì tôi dạy cho nhé. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại này. Jang vậy Tôi cho nhé mời các 저도 운동하는 것을 좋아해요. 정우 씨는 무슨 운동을 잘하세요? 테니스를 좀칠줄 알아요. 나나 씨도 테니스를 칠줄 아세요? 아니요. 저는 테니스를 전혀 못 쳐요. 시간이 나면 한번 배워보고 싶어요. 그럼 제가 가르쳐드릴까요? 네, 좋아요. 고마워요. 정우 씨는 취미가 뭐예요? 저는 운동하는 것을 좋아해요. 나나 씨는요? 저도 운동하는 것을 좋아해요. 정우 씨는 무슨 운동을 잘하세요? 테니스를 좀칠줄 알아요. 나나 씨도 테니스를 칠줄 아세요? 아니요. 저는 테니스를 전혀 못 쳐요. 시간이 나면 한번 배워보고 싶어요. 그럼 제가 가르쳐 드릴까요? 네, 좋아요. 고마워요. <목소리> 정우 씨는취자가 뭐예요? 저도 운동하는 것을 좋아해요. 정우 씨는 무슨 운동을 잘하세요? 아니요. 저는 테니스를 전혀 못 쳐요. 시간이 나면 한번 배워보고 싶어요. 네, 좋아요. 고마워요. 이제 저희가 나나의 역할을 맡을 건데 나나가 먼저 말했기 때문에 제가 받아 저는 운동하는 것을 좋아해요. 나나 씨는요? <목소리> 테니스를 좀칠줄 알아요. 나나 씨도 테니스를 칠줄 아세요? 그럼 제가 가르쳐 드릴까요? 아, 우 지금 우리가 뭐냐면, 이아뭐냐 이제 뭐냐면, 우우이지정우 씨는 취미가뭐예요 저는 운동하는 것을 좋아해요. 나나 씨는요? 저도 운동하는 것을 좋아해요. 정우 씨는 무슨 운동을 잘하세요? 테니스를 좀칠줄 알아요. 나나 씨도 테니스를 칠줄 아세요? 아니요. 저는 테니스를 전혀 못 쳐요. 시간이 나면 한번 배워보고 싶어요. 그럼 제가 가르쳐드릴까요? 네, 좋아요. 고마워요. <목소리> Uh, 외국어는 공부하는 것, 프랑스어 좀할줄 알아요. 외 혹은 잘하세요. Uh, 프랑스 뜻해요? 좀다 뜻해요. 요리하는 것, 즉 여러분이 좋아하는 요리, 그리고 여러분이 약간 한국 요리 좀한줄 알아요. 즉, 한국 음식을 약간 알아요. còn bạn nana thì là không biết một chút gì cả tiếp theo sở thích là nhảy thì bạn có nhảy không đây là latin dance đây là điệu nhảy latin dance là nhảy hiện đại nhảy latin và bạn này lại hỏi bạn có biết nhảy latin không bạn này không biết và bạn này cũng muốn học đấy là bốn tình huống mà chúng ta trong phần à, luyện tập số 1 của Maragi Il. À, chúng ta sẽ luyện tập như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. À, phần môn bước 2 là động từ đi với n ơn danh từ. Đây là định ngữ ở thì quá khứ. Định ngữ ở thì quá khứ đối với động từ. À, đây là một dạng danh từ hóa động từ đối với động từ không có phát chim thì sẽ đi với n còn nếu mà động từ có phát chim thì sẽ đi với n ví dụ như này ơ chê pôn nhường hòa cái phim mà đã xem hôm qua ơ tét sơ yếu như thế nào a chu che mi rất là thú vị bởi vì đây đang nói họ nói về hôm qua pôn nhường hòa chúng ta nghe 어제 본 영화 어땠어요? 아주 재미있었어요. 중단해라. 어제 본 영화 어땠어요? 아주 재미있었어요. 자, đây chúng ta 주에 사다 옷 t h 산옷 바꾸고 싶어요. 그게 áo mà đã 그 mua 지난주, 주지난주에 뭐야? t u 산옷. 산옷을 바고 싶어요. 또한 nhớ là sau khi cái có cái trợ à, từ ở đây thì chúng ta cách ra một dấu. Tiếp theo 어제 먹 음식 thì là 먹은 음식. 어제 먹은 음식 이름은 이름을 모르겠어요. 어제 먹는 음식 이름 모르겠어요. 조금 전에

만든 음식이 정말 맛있어요. 만든 음식은 정말 맛있어요. Ở đây chúng ta sẽ sang tiếp phần ngữ pháp số 2 nhưng trước khi sang phần số 2 thì tôi nói thêm phần số ngữ pháp số 1 chúng ta đã động từ thì với nân danh từ còn sang phần số 2 này chúng ta sang động từ n ơn danh từ đây là thì quá khứ của à, định ngữ Tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp số 4 trong phần bài này đó là động tính từ đi với chi án ta Thì ở đây chúng ta xem ví dụ you chum bani <laughs> papu Dạo này bạn bận nhiều không? Anio <laughs> pilo papu chi án này ô Pilo là bình thường thì chúng ta đi với phủ định tức papuchi <laughs> chi án này Thì ở đây chúng ta chú ý là dạo này bạn có bận nhiều không? Không, dạo này tôi không bận.

Tiếp theo chúng ta xem một số ví dụ như là nề bằng ngân khư đà. Ở đây chúng ta chi án thá sử dụng khư chỉ án, khư chỉ án. Đúng không? Sa gô chòi khư chỉ án gì ạ? Chúng ta xem đáp án khư chỉ án chi ăn Nhưng đúng không ạ? Thì đây ạ phòng của tôi không lớn nhưng mà xa gô chùa yếu nhưng mà rẻ nên tốt cho nên cô kỳ rất chọn hiểu mọc mọc thì đi với chi ăn này cái này chỉ cần bỏ chữ ta đi với chi ăn này ồ thôi mọc chả này tiếp theo y cụ tu nâng phiên ha chi ăn này phiên ha chi ăn này số 4 어제 아파서 학교에 같이 않나요 같이 안 났어요. 왜 이래 어제 과거. chúng ta sang phần tiếp theo. ở đây chúng ta có m a r k i chúng ta sang phần 2 nói h a 마리코 요리 하는 것은 좋아해요? bạn thích nấu ăn không? 네. Crescer, Yori <laughs> Tongouhe, Bạn thích nấu ăn không? Vâng, có. Vì vậy, Crescer <laughs> là vì vậy. Yori <laughs> Tongouhe là câu lạc bộ nấu ăn. E Kai Petsoyo là đã đã tham gia, đã gia nhập, đã đăng ký vào câu lạc bộ nấu ăn rồi. Ojito Bomi Isosoyo. Hôm qua cũng có cái buổi. 어, uh, 모임, 나, 뭐야, 텁충, 뜨거, 뭐, 신화, 댄. 어제를, 어제는, 뭐 했어요? Hôm qua đã làm gì? 한국 음식은 만들었어요. 한국 음식을 만들었어요. 어제 만든 음식은, 어제 만든 음식, 김원 안마, 달람, 홍과, 비빔밥이에요. 아, 김밥이에요. 나, 김밥. 나나, 한국 음식 만드는 게 어렵지 않았어요? Cái việc mà uh, làm món ăn Hàn Quốc ấy, không khó chứ. 별로 어렵지 않았어요. Không khó lắm. 재미있었어요. Rất là thú vị. Chúng ta bắt đầu phần uh, nghe phần hội thoại số 2 này. 마리코 씨, 요리하는 것을 좋아해요? 네, 그래서 요리 동호회에 가입했어요. 어제도 모임이 있었어요. 어제는 뭘 했어요? 한국 음식을 만들었어요. 어제 만든 음식은 김밥이에요. 한국 음식 만드는 게 어렵지 않았어요? 별로 어렵지 않았어요. 재미있었어요. 마리코 씨, 요리하는 것을 좋아해요? 네. 그래서 요리 동호회에 가입했어요. 어제도 모임이 있었어요. 어제는 뭘 했어요? 한국 음식을 만들었어요. 어제 만든 음식은 김밥이에요. 한국 음식 만드는 게 어렵지 않았어요? 별로 어렵지 않았어요. 재미있었어요. <목소리도> 마리코 씨, 요리하는 것을 좋아해요? 어제는 뭘 했어요? 한국 음식 만드는 게 어렵지 않았어요? 다음은 우리가 나나의 아버지를 만나러 갈 거예요. 네, 그래서 요리 동호회에 가입했어요. 어제도 모임이 있었어요. 한국 음식을 만들었어요. 어제 만든 음식은 김밥이에요. 별로 어렵지 않았어요. 재미있었어요. 이제 chúng ta sẽ nghe tổng thể cả bài 마리코 씨, 요리하는 것을 좋아해요? 네. 그래서 요리 동호회에 가입했어요. 어제도 모임이 있었어요. 어제는 뭘 했어요? 한국 음식을 만들었어요. 어제 만든 음식은 김밥이에요. 한국 음식 만드는 게 어렵지 않았어요? 별로 어렵지 않았어요. 재미있었어요. 자, b â chúng ta sẽ xem những tình huống tiếp theo thì trong phần 연습 일 của giáo trình sẽ là nói về cái gì? tình huống tiếp theo là 영화 보는 것. tiếp theo là 노래 하는 것. Nối đây là cái việc hát đấy ạ. Tiếp theo là check in lính cớt, cái việc đọc sách. Đấy, đây là thục sơ thông ngồi. hề thục sơ thông ngồi là câu lạc bộ đọc sách. các bạn chú ý như vậy. À, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần uh, tích cô Trong phần này chúng ta sẽ có phần chuẩn bị. Yorobu chimika thì các bạn sở so thích của các bạn là gì chân thức cô mà nên cửa dân cô các bạn hãy nghe và chọn cái đúng nghe cho tốt này và này, cô nó và này bát nên cất là cái đúng này cô hãy chọn này đầu tiên số 1 là dơ cha nên dơ cho tung cha cô gái là dạo này tập thể thao liên tục tập thể thao thường xuyên nam trai chuyên internet kemi cái sở thích của người con trai là chơi game internet. Tu hai người này định gặp nhau vào cuối tuần này. Các bạn chú ý là xem là nghe đoạn hội thoại này, xong rồi chúng ta chọn ý nào là ý đúng. Hãy đọc cô, mạnh nhân gọi sư 줄리앙 씨는 취미가 뭐예요? 저는 등산하는 걸 좋아해요. 켈리 씨는요? 전 특별한 취미는 없어요. 시간 있으면 보통 인터넷 게임을 하거나 영화를 봐요. 운동하는 건안 좋아해요? 좋아하지만 한국에 와서는 자주 못하고 있어요. 그럼 이번 주 토요일에 시간 있으면 같이 관악산에 가요. 좋아요. 그런데 관악산은 힘들지 않아요? 아니요. 관악산은 별로 높지 않아서 괜찮아요. 두 시간쯤 걸려요. 좋아요. 그럼 토요일에 봐요. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 줄리앙 씨는 취미가 뭐예요? 저는 등산하는 걸 좋아해요. 켈리 씨는요? 전 특별한 취미는 없어요. 시간 있으면 보통 인터넷 게임을 하거나 영화를 봐요. 운동하는 건안 좋아해요? 좋아하지만 한국에 와서는 자주 못하고 있어요. 그럼 이번 주 토요일에 시간 있으면 같이 관악산에 가요. 좋아요. 그런데 관악산은 힘들지 않아요? 아니요. 관악산은 별로 높지 않아서 괜찮아요. 두 시간쯤 걸려요. 좋아요. 그럼 토요일에 봐요. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang phần số 2 trong phần à uh, kỳ này. Đầu tiên chuẩn bị, 여러분은 동호회 활동은 Bạn đã từng tham gia cái hoạt động của câu lạc bộ chưa? Đầu tiên là thể thao này, leo núi này, luyện tập guitar này và chơi uh, samunori. Thì uh, ở đây chúng ta có cái đoạn nghe rồi trả lời câu hỏi. Đầu tiên số 1 là Manun Kusun Kuruseo, chọn cái đúng. Yojarun, Yojarun yo Kitarul Mot Chimnida. Cô gái này không đánh được đàn guitar. Tong Ho He Yon Sub Sinun Hakkyo E Yisumnida. Cái phòng, uh, cái phòng luyện tập của câu lạc bộ thì có ở trong trường. Tu Saramun Onul Tong Ho He Kari Kuhamnida hai người này hôm nay định đi tới uh, câu lạc bộ à, tiếp theo pin khane al các bạn hãy viết câu trả lời đúng vào dòng kẻ trống ở đây là tông hê ý rơm sori sarang ạ? tiếp theo mô im là thứ mấy này ô mấy giờ này đây họ thứ mấy à? Buổi chiều mấy giờ này? Huê bi là phí tham gia hội phí đấy. Là bao nhiêu uôn thì cái này chúng ta nghe và chúng ta chọn. Đầu tiên số 1 là chọn cái đúng và số 2 là điền từ vào trong dòng kẻ trống. Bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. Minsu si 이번 주말에 뭐 해요? 시간이 있으면 같이 영화 봐요. 아, 미안해요, 유진 씨. 저는 이번 일요일에 기타 동호회에 가요. 기타 동호회요? 와, 민수 씨 기타 잘 쳐요? 아니요. 조금 칠줄 알아요. 관심 있으면 유진 씨도 같이 가요. 저도 가고 싶지만, 기타를 칠줄 몰라요. 괜찮아요. 저도 동호회에서 처음 배웠어요. 가면 좋은 친구들도 만날 수 있어요. 그럼 같이 가요. 그런데 그 기타 동호회 이름이 뭐예요? 소리사랑이에요. 일요일 몇 시에 모여요? 오후 2시에 강남역 앞에 있는 연습실에서 모여요. 모임에 오는 사람이 많아요?

và tusaka, hai người này thì hẹn nhau đi đến cái uh, tung -e này vào onul. onul không phải mà hẹn nhau cuối tuần ạ thì ở đây có đúng đó là người cô gái này là không cô gái này không biết chơi guitar tiếp theo tung hohe irum uh, sorry sarang và moim vào dạ irin ohutusi và Huebi đó là bà luôn để chúng ta nghe lại một lần nữa 잘 듣고 질문에 답하세요. 민수 씨, 이번 주말에 뭐해요? 시간이 있으면 같이 영화 봐요. 아, 미안해요, 유진 씨. 저는 이번 일요일에 기타 동호회에 가요. 기타 동호회요? 와, 민수 씨, 기타 잘 쳐요? 아니요. 조금 칠줄 알아요. 관심 있으면 유진 씨도 같이 가요. 저도 가고 싶지만 기타를 칠줄 몰라요. 괜찮아요. 저도 동호회에서 처음 배웠어요. 가면 좋은 친구들도 만날 수 있어요. 그럼 같이 가요. 그런데 그 기타 동호회 이름이 뭐예요? 소리사랑이에요. 일요일 몇 시에 모여요? 오후 2시에 강남역 앞에 있는 연습실에서 모여요. 모임에 오는 사람이 많아요? 보통 15명쯤 와요. 아, 그리고 회비는 한 달에 만 원이에요. 알겠어요. 그럼 일요일에 만나요. phần uh, nói chimi ga thân chim quá bôi những người mà cùng sở thích cùng nhau là họ mặt lại tung hoi rớt bàn tư cô số kê heo và cùng tạo ra một cái câu lạc bộ làm ra một câu lạc bộ và giới thiệu với các bạn Đây, ví dụ như là trong trường hợp này tung hoi yêu mến bố cá chùa yếu tên của câu lạc bộ này là gì thì tốt nhỉ bôi mến ẩn chê ô tí số hát ca buổi sinh hoạt ấy thì khi vào khi nào và ở đâu. Đấy, cái này chúng ta có thể là trong nhóm theo cái mẫu như bên trên, chúng ta có thể nói. Đây, tôi muốn ý Hanunil cái hội này sẽ làm cái gì? Boimshikan là cái thời gian sinh hoạt là thời gian nào. trang xô -so", địa điểm sinh hoạt. Hoybi hội phí. Thì cái này thì chúng ta sẽ tự tạo và chúng ta sẽ phát biểu trên lớp và trên các bạn của mình trước mặt các bạn của mình. Tiếp theo chúng ta sang phần Ilkosuki, phần đọc ạ. Và viết 여러분은 블로그가 있어요 Các bạn có blog không ạ? À, Việt Nam mình hay dùng uh, Facebook đúng không ạ? Polokue Buosun Chachu Olimnika. Các bạn đưa thường đưa cái gì lên trên blog ạ? Ở à, đây là những blog của người khác ạ. Tám môn ikko

sở thích của tôi là nấu ăn và xem phim Hàn Quốc. 매주 금요일에 우리 집에서 한국 드라마를 좋아하는 친구들과 모임은 합니다. và mỗi thứ sáu hàng tuần ở nhà tôi uh, có cái buổi gặp mặt về các bạn thích xem phim Hàn Quốc. cho nên 저는 친구들에게 맛있는 음식을 만들어 줍니다. tôi làm những món ăn ngon cho các bạn của tôi. 제가 좋아하는 요리도 하고 친구들과 재미있는 시간은 보내서 참 좋습니다. tôi được nấu những cái món mà mình thích và có trải qua và trải qua những khoảng thời gian vui vẻ cùng với các bạn tôi rất là vui. 요즘 저는 드라마에서 본 한국 음식은 만들어 보고 싶어서 백화점 문화센터에서 한국 요리를 배우고 있습니다. dạo này, vì, à, dạo này, ờ, à, đây, vì tôi muốn à, làm thử những món ăn món ăn hàn quốc đã xem ở phim truyền hình nên tôi đang học nấu ăn hàn quốc ở trung tâm văn hóa uh, pekhoa trơm trung tâm văn hóa của uh, trung tâm thương mại pillo chan chi tuy là những món ăn này không được ngon không được ngon lắm chê cá màn 한국 음식 사진 블로그에 올리고 있습니다. Tuy những món ăn này không được ngon lắm nhưng tôi uh, đã đăng, tôi đang đăng những cái uh, đăng lên blog những cái bức ảnh của những cái món ăn mà tôi đã làm. Chê blog cha chu nô lơ oseo mời các bạn đến Thăm blog của tôi thường xuyên Và đây chúng ta có câu hỏi đó là Có cái đoạn này Tại sao lại uh, Mariko lại uh, Học nấu ăn Hàn Quốc Là bởi vì bạn ấy Muốn Bạn ấy đây ạ à, Bạn ấy muốn làm những món ăn Hàn Quốc Mà đã xem trên phim truyền hình Tiếp theo là ý quên đề ông và khát thân cửa sơn cái này là à, chọn cái nội dung giống với nội dung của đoạn văn thì là Mariko nên sa trên chinh nưn ilhamita cái công việc chụp ảnh là công việc của Marico. tiếp theo công việc chụp ảnh là công việc Mariko nên mấy chủ thứ bảy, xin thưa sơ xin thưa cảm hàng tuần vào thứ sáu Mariko đều đến trung tâm văn hóa của Pekhojo Mariko e blog e so ở cái blog của Mariko Hàn Quốc yori Sachin Hun vun sui sumida có thể xem những món ăn của món ăn Hàn Quốc thì cái này chúng ta chọn cái nội dung giống với nội dung của đoạn văn cái này thì vào ở đây ạ đối với cái thời gian mà đi học thì là bạn này bạn ấy đi học vào khi nào ạ ở đây chúng ta không phải là thứ sáu nhỉ không đâu có và đâu có ai nói là thứ sáu đâu đúng không ạ thứ sáu là các bạn này đến nhà chứ không phải là thứ sáu đi học ạ thì ở đây thì chúng ta xem cái số 3 số 3 là sẽ đúng nhất về phần sư kỳ thì Chimirun Suke các bạn hãy viết thử sở thích của các bạn lên blog như thế này tiếp theo là thực hành thực hành trong bài này thì chin cu tư qua tha nơ game hay một các bạn hãy làm chơi trò chơi game về từ vựng đây ví dụ như này, như này ạ về âm xích thì chúng ta có các loại món ăn trang sô có các loại địa điểm un tung thì lại có các môn thể thao vun cơn là có các đồ vật và saram là người thì có thể là đơn vị tính người hoặc là những nghề nghiệp của người này Đấy và mỗi mỗi một cái uh, sản phẩm ví dụ như là âm um dích thì có kim chi kim chi thì đặc điểm của kim chi đó là cay này kim chi là người Hàn Quốc ngày ngày ăn này kim chi à, này, uh, tôi thì không ăn kim chi được giỏi này tôi uh, không biết là uh, tôi không biết làm kim chi này uh, kim chi thì có rất là nhiều cái nguyên vật liệu này Đấy, chúng ta sẽ làm trò chơi như vậy và chúng ta chấm điểm cuối cùng chúng ta sẽ vào phần buôn hoa săn thì cái này chúng ta tìm hiểu thêm à, những cái câu lạc bộ nhé và phần phát âm trong phần này nhìn nó hơi khó đúng không ạ thì phát âm này khi mà l ưng đứng trước thì đằng sau có cò sò trò thì chúng ta đằng sau là cò sò trò âm căng chỗ khẩu cơ khẩu cơ ẻo đây là cái cách phát âm chứ viết chúng ta vẫn viết là một chữ cò thôi ạ 만든 수, 만든 수 있어요 있어요 할줄할할줄할줄할줄요할줄 할줄 몰라요. 이 s 라고요이 soil. 이 s o i o l 이 s o o 잘 듣고 따라해보세요. 1. 다음 주말에 여행 갈 거예요. 2. 저랑 같이 갈 사람 있어요? 3. 중국어 할수 있어요? 4. 한국 음식 만들 줄 알아요? 아니요, 만들 줄 몰라요. ở trong phần bài đọc, ở trong phần bài đọc chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa phần bài đọc blog của cái bạn Mariko uh, này. Thì tôi sẽ bật phần bài nghe để các bạn cùng nghe. Mariko의 블로그. 안녕하세요. 저는 일본에서 온 마리코라고 합니다. 제 취미는 요리와 한국 드라마 보는 것입니다. 매주 금요일에 우리 집에서 한국 드라마를 좋아하는 친구들과 모임을 합니다. 저는 친구들에게 맛있는 음식을 만들어줍니다. 제가 좋아하는 요리도 하고 친구들과 재미있는 시간을 보내서 참 좋습니다. 요즘 저는 드라마에서 본 한국 음식을 만들어 보고 싶어서 백화점 문화센터에서 한국 요리를 배우고 있습니다. 별로 잘하지는 못하지만 제가 만든 한국 음식 사진을 블로그에 올리고 있습니다. 제 블로그에 자주 놀러 오세요. 아, 국의다 học tập vui vẻ và đạt hiệu quả hẹn gặp các bạn ở những bài sau